sự học hỏi không phân biệt giai cấp. Khi thầy Buddha trở về quê hương, các hoàng tử đều mong muốn theo ngài để được làm đệ tử. Appali là cậu bé chuyên cắt tóc cho các hoàng tử, nay không còn việc để làm nữa. Khi các hoàng tử chuẩn bị đi, Upali òa khóc. Các hoàng tử không hiểu lý do tại sao. Cậu bé thưa với các hoàng tử: "Thưa các hoàng tử, con hầu hạ các ngài đã lâu, nay các ngài đi hết, con sẽ nhớ các ngài lắm." Một vị hoàng tử bảo: "Ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ để lại trang sức trên người cho ngươi bán lấy tiền sinh sống. Số này đủ cho ngươi sống cả đời sung sướng." Upali nghe thế vẫn khóc. "Các ngài từ bỏ những của cải vật chất hư danh để đi tìm sự bình an thật cho mình. Con nằm giữ lại những vật chất này lại càng nặng nề thêm." Nghe vậy, các hoàng tử đều lắc đầu từ chối, cho rằng Upali là giai cấp thấp, không xứng đáng để theo học. Sau đó họ bỏ đi để tìm thầy Buddha. Upali ngay sau đó quyết định phải quyết tâm học bằng được bậc thầy Buddha để tìm thấy sự bình an thật sự cho mình. Thế là Upali một mình chạy đuổi theo đoàn hoàng tử, nhưng cậu không đi cùng đường mà đi con đường đồi núi. Cậu đến trước cả những vị hoàng tử kia. Biết được tấm lòng thành của Upali, thầy Buddha đã thu nhận Upali. Một lúc sau, các vị hoàng tử đến. Họ vô cùng bất ngờ khi thấy Upali ngồi trong hàng đệ tử của thầy Buddha. Họ liền bảo: "Làm sao một người giai cấp thấp như Upali lại có thể ngang hàng với chúng tôi?" Thầy Buddha nhận ra sự ngạo mạn của các hoàng tử vẫn còn quá lớn, liền nói: "Phương pháp của ta giống như nước, bất kỳ ai khát có thể uống, không phân biệt. Phương pháp của ta giống như ngọn nến, tỏa ánh sáng ra khắp hướng, không giới hạn. Các người trong tâm còn ngạo mạn, đang tự làm khổ chính mình mà thôi." Các hoàng tử chợt thức tỉnh, họ vâng lời thầy cúi đầu trước Upali. Upali vô cùng xúc động. Từ đó về sau, Upali nỗ lực không ngừng và trở thành một trong những đệ tử tài giỏi của thầy Buddha. Kết luận: trí thức, chân lý là không giới hạn. Bất kỳ ai có lòng nhiệt thành muốn học hỏi và hoàn thiện mình đều có thể đạt được. Và một người không ngừng nỗ lực để đạt đến sự hoàn thiện nhất định sẽ trở thành người uyên bác, hạnh phúc và thành công.